lúc đấy là ở nhà rất là đông thì mình mới thoáng nhìn ra, thì lúc đó bác chỉ đứng một góc thôi. Thì mình cũng đi ra, mình nói chuyện một chút thì bác cũng không nói gì nhiều, chỉ vỗ vai mình rồi bác bảo là cố gắng hơn nữa nhé, rồi bác quay đi bác khóc. Thì đó là cái khoảnh khắc mà em nhớ nhất. Hồi nhỏ thì bác là người dường như là thay thay bố mẹ để lo cho em về cái chuyện mà đưa em đi đón em về khi mà em tập trung ở Hải Dương. Mỗi lần được nghỉ phép về là bác hay bác cháu có thể là bác ra sân dạy thêm cho em rất là nhiều kỹ năng. Ví dụ như cái ảnh hưởng nhất của em đến bây giờ của bác là đó là cái tì người. Ngày xưa bác cũng là một tiền vệ, nên là bác hay về, khi mà về bác hồi bé bác hay dạy em về cách tì người. Em bị ảnh hưởng về vấn đề đó. Thực ra anh ấy hơn tuổi mình, anh ấy là một trong những người mà rất là nhiệt tình, nhiệt tình trong bóng đá, nhiệt tình một cách thật sự ấy, không có thể nói là dành tất cả mọi cái cho Chiến. Với bản thân mình biết trong cái thời gian mà Chiến ở lại Hải Dương là gần như người bố, giống như bố mẹ Đức, tức là mọi đi đâu tất cả thứ là anh ấy đi hết, mọi sự là gặp gỡ tất cả thứ là với mình thì là người bác ấy sẽ lo toàn bộ. Tính của em nó rất là bồng bột, nó nóng tính. Vì ở Hải Dương thì cũng có một lần là mình nóng tính quá, mình xô xát với đồng đội thì khiến cho đồng đội bị chấn thương khá nặng. Thì ngay trong cái đêm đấy thì bác với bố em lên, thì lúc đấy em cũng nghĩ là mình phải 99% là mình sẽ bị loại về rồi. Sau cái đợt đấy ấy, thì em rất may mắn được cho thêm cơ hội lần nữa. Bác là một cái vai trò rất là quan trọng đối với cuộc đời em cũng như là cái chuyên môn, bởi vì bác là một người rất là hiểu về chuyên môn hay là về lối sống. Bác dạy cho em rất là nhiều điều, ví dụ như ngay cả trong chuyên môn bác hay có những cái góp ý mà mình cảm thấy rất là bổ ích về chuyên môn, mà như ở ngoài xã hội thì bác hay khuyên mình nên làm gì, nên đề phòng cái gì, hoặc là nên đặc biệt là về cái vật chuyện ăn uống, bác khuyên mình ăn cái gì để tốt cho cái chuyên môn của mình, bởi vì bác cũng đã từng là cầu thủ, bác hiểu. Thật ra thì khoảng vài năm trở lại đây, khi mà em cũng đã lớn rồi, khi mà cũng đã tự lo cho bản thân được rồi, thì bác cũng không nói gì nhiều, bác chỉ vỗ vai mình rồi bác bảo là cố gắng hơn nữa nhé, rồi bác quay đi bác khóc. Những kỹ năng cơ bản đầu tiên mà Đức Chiến được định hướng lại chính là từ người bác của mình. Với cầu thủ người Hải Dương này, trên con đường sự nghiệp, hình bóng của người bác luôn có một chỗ đứng quan trọng, một động lực để anh trưởng thành hơn.